Hello anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn quay lại với trực tiếp trên nhóm chia sẻ kiến thức về vàng trong cái nhóm mà chúng ta phục vụ nội bộ nhóm kín. Như anh chị và các bạn là yêu mến Thắng cũng như là đã luôn đồng hành cùng với Thắng trong suốt thời gian qua, anh chị đã dành ra rất là nhiều tình cảm để mời Thắng cà phê để cùng ủng hộ đóng góp kinh phí cho nhóm chúng ta hoạt động trong suốt thời gian dài vừa qua. Thì do một số cái yêu cầu liên quan tới cái câu chuyện đó là một số tài liệu thì nó là tài liệu không thể công khai được, nó liên quan và vi phạm bên bản quyền. Bên cạnh đó thì rất là nhiều những vấn đề Thắng muốn chia sẻ nội bộ để có thể trao đổi sâu hơn với anh chị và các bạn, và có nhiều điểm, nhiều vấn đề thì chúng ta có thể nói với nhau thẳng thắn hơn, rõ ràng hơn và không phải lo những vấn đề bê bối khi mà chúng ta làm một cái cộng đồng lớn ở trên YouTube. Sau đó thì chúng ta lập ra cái nhóm này, và cái nhóm này là cái nhóm mà nhóm kín, chỉ phục vụ những anh chị và các bạn là gọi là đã mời cà phê, hay nói một cách thô thiển học thì nó gọi là nhóm này là nhóm phục vụ những người đã hoàn tất cái nghĩa vụ đóng phí của mình, với cái mức phí là 1 ly cà phê, 2 ly cà phê, 5 ly cà phê, 10 ly cà phê tùy anh chị và các bạn. Thì chuyển khoản mời tháng cà phê hàng ngày trên số tài khoản ở trên màn hình quý vị và các bạn nhìn thấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái chủ đề của chúng ta, đó là câu chuyện review những cuốn sách hay mỗi ngày. Đặc biệt là nhóm của chúng ta thì sẽ nói và chia sẻ với anh chị và các bạn cái nội dung liên quan tới cuốn sách, những cuốn sách và những cái đoạn sách hay về vàng. Và cái ngày hôm qua thì chúng ta đã thử nghiệm review với anh chị và các bạn một đoạn trong cái tựa đề của cái video ngày hôm nay, đó là Fed và vàng. Thì chúng ta làm rõ cái câu chuyện về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, và để thấy được rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực sự hiện nay thì họ đã và đang làm gì, họ làm những vấn đề như thế thì chúng ta nhìn nhận như thế nào và đánh giá. Vì sao chúng ta lại nhìn nhận và đánh giá về Fed? Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là một trong những ngân hàng trung ương lớn nhất trên toàn cầu, và hiện nay nó ảnh hưởng rất là nhiều các cái chính sách lên đồng đô la Mỹ, và nó làm cho sức mạnh của đồng đô có thể mạnh yếu theo từng thời kỳ khác nhau và theo những chính sách gọi là tăng giảm bơm hút tiền của Cục Dự trữ Liên bang. Do đó thì khi đồng đô la yếu và mạnh thì nó sẽ tương tác trở ngược lại đối với vàng, và nó làm cho chúng ta sẽ có giá vàng tăng hoặc giá vàng giảm. Tăng giảm thì nó đi kèm với những cái câu chuyện đó là chúng ta có lời hoặc là chúng ta bị thua lỗ. Tất nhiên với những anh chị và các bạn kinh doanh cả hai chiều, cả chiều tăng và cả chiều giảm, thì chúng ta có kiến thức để có thể dự báo trong tương lai gần, trong tương lai xa thì giá vàng tăng hay giảm, và chúng ta bắt đầu với cái chủ đề của chúng ta. Như ngày hôm qua chúng tôi đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn thì theo các cái dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào những năm 2009 đến năm 2014 thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã có tới khoảng 3 lần rưỡi bơm tiền vào nền kinh tế. Và theo những cái số liệu thống kê chúng tôi biết được thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã liên tục gọi là in thêm tiền, bơm thêm tiền, duy trì cái chính sách tiền rẻ của mình trong suốt 10 năm vừa qua, kể từ năm 2009 đến năm 2019. Tuy vậy thì với những cái chính sách mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed làm trong suốt 10 năm qua thì khá là thận trọng, và trên cái tinh thần độc lập với chính phủ Mỹ, cũng như cái việc là mỗi năm thì bơm vào nền kinh tế một cái lượng tiền vừa phải để vừa kích thích kinh tế nhưng vừa kìm hãm kinh tế, tức là vừa kìm hãm lạm phát. Ở cái một cái vai trò nào đó thì chúng ta thấy được rằng là những cái chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong suốt 10 năm qua là hoàn toàn hợp lý trên cái tinh thần thúc đẩy kinh tế của nước Mỹ cũng như là giữ được ở một cái mức độ nào đó về lạm phát. Nhưng có một điều bất thường nó đã và đang xảy ra vào năm 2010, cuối năm 2019, đầu năm 2020, thì những cái chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang có những cái vấn đề, mà những cái vấn đề này thì nó là vấn đề hay không thì tương lai chúng ta mới biết được. Nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây á, tức là cái vấn đề nó nằm ở chỗ, tức là những cái chính sách mới là bất thường hơn so với những gì mà nó đã diễn ra trong 10 năm trước đây, và so với 20-30 năm qua. Thậm chí chúng ta có thể thấy được rằng là trong lịch sử hình thành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đến ngày hôm nay thì chưa có khi nào bất thường như thế.
Tuy nhiên, cái sự bất thường đó nó đến từ việc gì? Nó đến từ nền kinh tế của nước Mỹ. Sau nhiều năm gọi là bơm hút tiền thì không nhìn thấy lạm phát. Chưa bao giờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong suốt 10 năm qua nhìn thấy lạm phát mục tiêu. Tức là dù bơm tiền vào nền kinh tế nhưng mà lạm phát mục tiêu vẫn không đạt và thậm chí là không nhìn thấy cái gọi là chỉ số lạm phát ở đâu cả. Chứng tỏ một điều rằng là tiền bơm vào kinh tế không phát huy được cái tác dụng một cách triệt để của nó để đẩy cái lạm phát lên ở cái mức độ mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là từ 1,5% tới 3%. Và khi mà cái câu chuyện đó nó liên tục diễn ra trong nhiều năm liền thì Fed đã nhìn ra cái câu chuyện đó là tiếp tục in tiền nhiều hơn thì cũng không gây ra lạm phát, cũng không tạo ra lạm phát. Và điều gì đến nó đã đến trong những cái vấn đề liên quan tới sự bất thường của nền kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây, đặc biệt là cái giai đoạn là năm 2018 đến năm 2020. Thì những chuyện bất thường nó đã xảy ra. Bất thường thứ nhất là thương chiến Mỹ-Trung, ai cũng biết rồi. Bất thường thứ hai là Covid-19, ai cũng biết rồi. Bất thường thứ ba là thiên tai, là đã diễn ra liên miên và rất là nhiều vấn đề liên quan tới việc đó là cái vị thế của nước Mỹ bị đe dọa. Và những bất thường đó nó làm cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã một phần nào đó đang có những chính sách có phần gọi là lạm dụng cái việc bơm tiền cho nền kinh tế. Và chỉ trong vòng 8 tháng đầu năm 2020 thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bơm rất rất nhiều tiền vào nền kinh tế. Thậm chí người ta thống kê được rằng số tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bơm vào 8 tháng đầu năm 2020 bằng với số tiền, thậm chí nhiều hơn số tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bơm vào nền kinh tế trong suốt 10 năm qua. Nhưng chẳng thấy lạm phát đâu cả. Vậy lạm phát đi đâu? Thì xin trả lời là không có lạm phát là không nhìn thấy chỉ số lạm phát, chứ không có nghĩa là không có cái sự tác động của tiền rẻ bơm vào nền kinh tế. Chẳng qua là nền kinh tế bị giảm phát dẫn đến bao nhiêu lạm phát đã bị nuốt chửng vào trong giảm phát. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định rằng lạm phát tạo ra từ việc bơm tiền vào nền kinh tế rất là mạnh. Tuy vậy thì giảm phát còn mạnh hơn rất là nhiều, đã nuốt chửng mất lạm phát. Cộng với việc là nền kinh tế bị giảm phát thì cái sức mua của nền kinh tế cũng như là cái nhu cầu sử dụng đến tiền cho sản xuất thực tế trong nền kinh tế thì không có, dẫn đến thì tiền rẻ và tiền gần như là rất rất rẻ được chủ yếu đổ vào các thị trường đầu cơ, trong đó thì có thị trường chứng khoán và nổi bật là các cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ, trên thị trường Nasdaq, gồm có những công ty công nghệ mà ai cũng biết, đó là Tesla, đó là Amazon, đó là Google, đó là Facebook, đó là Google, rồi đó là rất nhiều các công ty công nghệ nhỏ to lớn nhỏ khác. Và chúng ta cũng biết được một điều thật là nghịch lý nữa là rõ ràng rằng là chỉ số công gọi là của thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq vượt đỉnh của mọi thời đại, chỉ số S&P 500 vượt đỉnh của mọi thời đại và chỉ số Dow Jones cũng đang có dấu hiệu của câu chuyện vượt đỉnh của mọi thời đại. Tuy vậy thì rất nhiều những nhà đầu tư gọi là gạo cội trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là những quỹ có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm thì đang lại có những cái dấu hiệu ngược lại, đó là không có lợi nhuận, thậm chí là bị giảm lợi nhuận. Lý do và chứng minh với anh chị và bạn thấy rằng là quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ được gọi là huyền thoại, lớn nhất thì không phải nhưng được cho là huyền thoại đầu tư giá trị, đó là quỹ đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, thì đang có những cái dấu hiệu của câu chuyện thua lỗ nhiều trong cái lịch sử 10 năm gần đây. Vậy thì điều gì đang diễn ra? Là bởi vì các cổ phiếu công nghệ đang bị thổi bong bóng, nhưng rất nhiều trong số đó thì trong danh mục của các nhà đầu tư, của những quỹ đầu tư lớn thì lại không có hoặc là không chiếm một cái tỷ lệ lớn các cổ phiếu công nghệ. Dẫn đến cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường, dẫn dắt Nasdaq, dẫn dắt S&P 500 tăng giá. Nhưng một phần nào đó chúng ta thấy được một điều nghịch lý rằng là các quỹ đầu tư thì không tăng. Giá trị vốn hóa của các quỹ đầu tư thì không tăng. Chỉ có những nhà đầu tư, những quỹ đầu tư nào hạn hữu nắm những cái cổ phiếu công nghệ, hoặc là các ông chủ tịch hội đồng quản trị, hoặc là những người chủ của các công ty công nghệ thì mới có một cái lượng tiền tăng thêm từ cái việc tăng giá cổ phiếu công nghệ. Vậy thì Fed đang làm một điều gì? Có vẻ là đang điên rồ hay không? Họ đang in tiền, bơm tiền vào nền kinh tế để thổi căng cái lạm phát. Lạm phát này không phải là lạm phát trong kinh tế thực. Lạm phát này không phải là hàng hóa tiêu dùng hàng ngày tăng giá, mà lạm phát này
đó chính là lạm phát cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và điều gì đến nó sẽ đến trong những năm tiếp theo, chúng ta sẽ còn ngồi đây để cập nhật tình hình, trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn. Vì vậy, chúng ta quay lại với lịch sử của 10 năm trước, khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed in tiền trong 3 đợt QE1, QE2, QE3 và QE3 cộng, tức là gần QE4, thì chỉ số chứng khoán của Mỹ trong suốt giai đoạn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed in tiền giới hạn với cái tốc độ in rất chậm, và vừa in thì vừa phải kìm hãm. Đến cuối năm 2014 thì cái in này đã không còn nữa. Vì vậy thì thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng tốc từ cái mức 14.000 điểm của chỉ số công nghiệp Dow Jones năm 2009, tăng vọt lên gần 30.000 điểm của chỉ số công nghiệp Dow Jones là đến nửa cuối năm 2019. Vậy thì tiền chủ yếu tập trung vào thị trường chứng khoán. Điều gì đang diễn ra? Thế giới đang thay đổi theo một cách bình thường mới. Bình thường mới ở đây là tiền bơm vào nền kinh tế nhưng không thấy lạm phát. Thì cái sự bơm tiền không có lạm phát nó đang trở nên rất bình thường. Và chúng ta nói đến lạm phát, chúng ta nói đến những câu chuyện của giá cả hàng hóa gia tăng, chúng ta nói đến câu chuyện tiền rẻ, chúng ta nói đến phương tiện thanh toán quá nhiều trong nền kinh tế, và chúng ta nói đến câu chuyện tiền đô được dùng trên toàn cầu, thì rõ ràng là lạm phát được bán đi khắp nơi. Nên không có lạm phát, điều đó không còn đúng nữa, mà chúng ta đang thấy được rằng nó đang trở nên rất là bình thường. Bình thường tới mức số tiền chỉ trong vòng 8 tháng in ra bằng 10 năm in ra trước đó, chúng ta cũng chẳng thấy cái con lạm phát nó ở đâu cả. Vậy thì chúng ta đang phải học cách sống chung với cái sự bình thường mới. Cái bình thường mới ở đây đó là tiền chỉ tập trung cho những kênh đầu cơ và chỉ làm cho người giàu càng giàu hơn. Ở một cái góc độ nào đó, nếu những người này có sở hữu một cái lượng cổ phần, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, và dân đầu tư chứng khoán được một năm 2020, mặc dù dịch bệnh nhưng mà vẫn rất là vui vẻ, niềm nở, phấn khởi và thậm chí dễ dàng chấp nhận dịch bệnh hơn, không có gì là lo âu bởi vì họ vẫn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Quay lại với lịch sử năm 2003 thì chúng ta nắm thêm một vài cái kiến thức về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed với những người chưa nắm, còn đối với những người nắm rồi thì chúng ta sẽ nghe như là một lần học lại, ôn lại những kiến thức của chúng ta về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Như ngày hôm qua chúng ta nói rằng là nếu như với cái tỷ lệ đòn bẩy margin của Fed chỉ là 10 năm trước ha, chứ không phải bây giờ, số liệu bây giờ sách chưa viết, trong vòng 3 năm tới sẽ viết và sẽ hiệu đính. Nhưng bây giờ sách chưa viết, mà chưa viết tức là số lượng tiền in 10 năm trước của Fed đã làm cho cái tỷ lệ đòn bẩy của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lên tới 1 trên 114, tức là đòn bẩy của họ là 114 lần. Và với cái câu chuyện là những tài sản trong danh mục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chỉ cần giảm 1,5 đến 2,5% thôi thì là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã hoàn toàn mất vốn. Điều này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy ở một cái vấn đề rất giản đơn ở nền kinh tế ở Việt Nam, để chúng ta dễ nhìn như thế này. Tôi lấy ví dụ một ngân hàng A ở Việt Nam có vốn chủ sở hữu là 8.000 tỷ. Nhưng nếu anh chị và các bạn đọc sâu vào báo cáo tài chính của các ngân hàng ở Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy vốn chủ có 8.000 tỷ thôi, nhưng họ hoàn toàn huy động lên tới cả hàng triệu tỷ và cho vay lên tới cả hàng triệu tỷ. Thì anh chị và các bạn dễ mường tượng được câu chuyện, tức là tỷ lệ đòn bẩy của họ trên vốn chủ sở hữu là rất rất lớn. Anh chị có thể tìm và đọc dữ liệu báo cáo của các cái ngân hàng ở Việt Nam bằng cách vào trang cà phê app, đây Thăng hướng dẫn cho anh chị và bạn luôn. Vào trang cà phê app, chúng ta gõ vào góc phải của màn hình cái chữ đó là ví dụ bất kỳ một ngân hàng nào. Tôi lấy ví dụ ngân hàng lớn nhất và có độ hệ số an toàn cao nhất ở Việt Nam hiện nay, đó là ngân hàng Vietcombank đi. Thì anh chị và bạn gõ vào góc đây, chỗ này, cái chỗ góc này của màn hình, nó có cái chỗ mà anh chị và bạn tìm mã chứng khoán, thì anh chị và bạn vui lòng gõ vào Vietcombank. Đấy. Sau khi nó hiện lên cái mã chứng khoán của anh chị và các bạn, thì anh chị và bạn click vào đó là ngân hàng Vietcombank. Đây, Vietcombank. Đây, ngân hàng Vietcombank đây. Sau khi anh chị và các bạn kích vào ngân hàng Vietcombank thì chúng nó sẽ hiện ra và chúng ta sẽ có thể đọc báo cáo tài chính ở cái phần gọi là phần nào ạ? Đây, phần tải báo cáo tài chính và các cái loại báo cáo thường niên.
Anh chị và các bạn có thể đọc các loại báo cáo, bản cáo bạch và các báo cáo thường niên để tìm và đọc kỹ những cái dữ liệu liên quan đến ngành ngân hàng. Anh chị và các bạn sẽ dễ mường tượng được câu chuyện tỷ lệ đòn bẩy của các ngân hàng và có thể nghĩ ra được rằng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed họ làm như nào, họ đang làm gì. Khi chúng ta nhìn thấy được, khi chúng ta nắm được, khi chúng ta biết được cái tỷ lệ đòn bẩy của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rất là cao, và đến ngày hôm nay với cái tốc độ in tiền như vậy thì chắc lẽ tỷ lệ đòn bẩy đã là 1/200 rồi, thậm chí là 1/200 rồi. Tức là vốn chủ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đâu đó chỉ khoảng tầm 40-50 tỷ, hoặc thậm chí là cao thì đến 60 tỷ đô thôi. Nhưng mà tổng cái giá trị gọi là trên bảng cân đối tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì nó phải nằm ở khoảng tầm 8-9 nghìn tỷ như vậy. 8-9 nghìn tỷ như vậy. Và như vậy ta thấy được rằng là cái sự bất thường này nó gây ra những cái rủi ro. Và vào tháng 1 năm 2013, khi lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ bắt đầu tăng vọt lên mức cao hơn, tôi đang ăn tối tại nhà một người bạn ở Valley, ở kia vai Colorado, trong buổi ăn tối này có cả những thành viên nghỉ hưu thuộc hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang, những người đã thực hiện mua vào trái phiếu chính phủ trong các vòng QE1, QE2 và lúc khởi đầu QE3. Tôi không có ý định đụng chạm đến chủ đề nhạy cảm này, vì thế sau một vài lời nói chuyện thân mật, tôi quay sang một cựu thành viên hội đồng thống đốc và nói: "Ông có vẻ Fed đang mất khả năng thanh toán." Vị quan chức này có vẻ ngạc nhiên và nói: "Không, hoàn toàn không có chuyện đó." Tôi giải thích: "Vâng, không phải về mặt kỹ thuật, nhưng theo nguyên tắc ghi nhận theo giá thị trường thì Fed có vẻ là như vậy." Vị quan chức này nói: "Không ai thực hiện nguyên tắc ghi nhận này cả." Tôi trả lời: "Tôi đã làm điều đó và tôi nghĩ nhiều người khác cũng sẽ làm như vậy." Ý của cái đoạn này muốn nói lên cái câu chuyện đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mà ghi nhận theo giá thị trường tại những cái thời điểm bất thường thì cái tài sản, giữa cái tài sản và cái việc mà cái bảng cân đối tài sản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ á, thì sẽ rất dễ gặp phải cái vấn đề đó là mất khả năng thanh toán, tức là mất vốn chủ. Điều này nó đã diễn ra ở Việt Nam, ở một số ngân hàng ở Việt Nam mà nhà nước phải đứng ra làm người mẹ cuối cùng mua lại với giá không đồng trong những năm trước đây, trong những giai đoạn chúng ta xử lý cái câu chuyện nợ xấu ngành ngân hàng. Khi mà các ngân hàng, bảng cân đối tài sản, bảng cân đối kế toán của ngân hàng gặp vấn đề và mất hoàn toàn khả năng thanh khoản. Câu chuyện này đã từng diễn ra vào một năm cách đây khá lâu, khi ngân hàng ACB mất khả năng thanh khoản, người dân kéo nhau đi rút tiền của mình và ngân hàng này chịu chết, không thể làm cách nào cho dân chúng rút tiền. Lúc này thì ngân hàng nhà nước Việt Nam đã phải sử dụng đến những cái giải pháp cứu trợ khẩn cấp bằng việc đem tiền đến để hỗ trợ ngân hàng ACB, hỗ trợ thanh khoản. Và câu chuyện này nó sẽ làm anh chị và các bạn liên đới và nghĩ tới rất nhiều những vấn đề đang diễn ra trong thực tế hiện nay tại Việt Nam. Những vấn đề này chúng ta chỉ có thể nói trong nhóm kín như thế này thôi, chứ còn nếu như mà chúng ta nói công khai á, thì nó là khá nhạy cảm và nó liên quan tới cái vấn đề gọi là an ninh tiền tệ, an ninh tài chính, nên chúng ta không nói được. Ngoài ra thì cái dữ liệu tôi đang cung cấp anh chị và các bạn là một dữ liệu đã được người bạn của tôi dịch ra và định phát hành cái cuốn sách này luôn, nhưng đã bị một bên nào đó mua bản quyền và không phát hành được, không cho phát hành hoặc không muốn phát hành. Cuốn sách này khá hay, nói rất sâu về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cũng là nói đến những ngân hàng trung ương của các nước trên toàn cầu. Mà nếu như những vấn đề mà tôi đang nói đây, tiếp tục nói đây được phơi bày thì chúng ta sẽ nhìn ra được nhiều vấn đề hơn nữa, nhìn ra được rất rất nhiều vấn đề mà chúng ta chưa biết, chưa nắm, chưa bao giờ nghe thấy. Lý do là bởi vì nó là những thâm cung bí sử, những vấn đề của các ngân hàng, những vấn đề về an toàn tài chính của các ngân hàng, những vấn đề về nợ xấu, những vấn đề
vân vân và vân vân. Do đó thì giá trị của những video mà trong nhóm kín của chúng ta, nó thực sự sẽ là thứ mà anh chị và các bạn sẽ cảm thấy nó đáng đồng tiền bát gạo, nó đáng những ly cà phê mà anh chị và các bạn đã mời Thắng trong thời gian vừa qua, cũng như đang tiếp tục mời Thắng cà phê trong những ngày qua, để chúng ta có động lực để tiếp tục làm nhiều hơn, mạnh hơn những vấn đề mà chúng ta cần phải làm rõ với nhau. Tất nhiên những vấn đề này phải cần được giải thích, phải cần phải được chia sẻ, bình luận thêm để lấy liên hệ thực tế để anh chị và các bạn hiểu hơn, nắm hơn, và nó sẽ là những cái chủ đề gọi là liên miên dài khắp và dài vô tận của hàng chục, thậm chí là rất nhiều video trong nhóm kín. Do đó thì để có động lực chúng ta làm càng nhiều video thì chỉ có cách, đó là chúng ta ủng hộ cộng đồng của chúng ta. Thì chỉ có như vậy, mời chúng ta cà phê với nhau để duy trì cái câu chuyện này, duy trì những cái bình luận, duy trì những cái review về sách, duy trì về những kiến thức về vàng nói riêng. Nhưng nó liên quan đến rất nhiều vấn đề, nó không chỉ là vàng, nó là những vấn đề liên quan đến tài chính chuyên nghiệp, tài chính chuyên sâu. Tôi nhìn vào mắt của vị quan chức và nhận thấy đôi chút do dự. Ông ta trả lời, vâng, có thể. Ngưng một lúc, ông nói tiếp. Nếu chúng ta làm như vậy, tức là khi nếu mà chúng ta sử dụng cái phương pháp, đó là cái phương pháp gọi là ghi nhận theo cái nguyên tắc giá thị trường ấy, đó không phải là vấn đề đối với Fed, vì ngân hàng trung ương không cần vốn. Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới không hề có vốn. Tôi nói, tôi hiểu lời ông nói, các ngân hàng trung ương về mặt kỹ thuật không cần bất cứ khoản vốn nào. Tuy nhiên, điều đó sẽ rất ngạc nhiên đối với người dân Mỹ. Thậm chí, vấn đề thanh khoản của Fed sẽ là chủ đề trong chiến lược tranh cử tổng thống năm 2016. Đến ngày hôm nay thì đã là vấn đề tranh cử của năm 2021 rồi. Lúc này tôi nhận thấy người bạn chủ nhà tỏ vẻ căng thẳng, nên cuộc nói chuyện đổi sang những chủ đề thân mật hơn như uống rượu và trượt tuyết. Quan điểm của tôi là không xa lầy vào các phương pháp kế toán và lý thuyết ngân hàng trung ương. Quan điểm của tôi là toàn bộ cấu trúc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và đồng đô la đang dựa vào một nền móng lung lay, chính là dựa vào niềm tin. Và đây cũng là một trong những cái chủ đề mà Thắng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 15 tháng 9 về cái chủ đề đầu tư là gì? Đầu tư là gì? Đầu tư là mua niềm tin, anh chị và các bạn. Khi niềm tin vẫn còn, việc in tiền là hoàn toàn có thể. Nhưng đến khi niềm tin mất đi, tiền in thêm không thể cứu được bạn. Mối quan tâm của tôi là Cục Dự trữ Liên bang đã quá dựa dẫm vào những mô hình định lượng và các nhà tiến sĩ kinh tế do MIT cung cấp đến nỗi các hoạch định chính sách bị lãng quên trong mô hình này và quên đi khí chất của người dân Mỹ cũng như niềm tin của người dân Mỹ dành cho họ. Anh chị và các bạn biết rằng là khi niềm tin vào ngân hàng, người ta gọi một cái từ thế này này, ở Việt Nam mình á, là ngân hàng nó gọi một từ khác mà ít người biết tới, đó là các tổ chức tín dụng. Theo nghĩa đen của từ tín dụng là sử dụng niềm tin để mà sử dụng, để mà tiêu dùng. Tín dụng là dùng niềm tin để dùng, lấy niềm tin để dùng. Nếu như người tiêu dùng, những người đi gửi tiền, những người là ông chủ của ngân hàng, những người cho ngân hàng vay tiền không còn tin ngân hàng nữa, thì thưa với anh chị và các bạn, họ sẽ lũ lượt đi rút tiền. Và khi niềm tin mà không còn tin nữa, khi ngân hàng làm những chuyện để làm cho người ta không tin nữa, người ta lũ lượt đi rút tiền, thì đồng nghĩa với người ta gọi là bất tin, hay là không tin nữa, hay là mất niềm tin, thì sẽ không còn tổ chức tín dụng nữa, mà nó sẽ thành là tổ chức bất tin, không còn niềm tin để dùng. Người ta không dùng nữa thì ngân hàng sẽ chết. Ngân hàng sẽ chết thì ngân hàng sẽ phá sản. Mà phá sản thì anh điều gì đến, anh chị và các bạn biết rồi đúng không ạ? Vào đầu năm 2015, tôi có buổi ăn tối thân mật ở phố Manhattan với một quan chức khác của Cục Dự trữ Liên bang. Ông không phải là quan chức chính phủ mà là một chuyên gia học thuật được tuyển chọn cẩn thận bởi Ben
Ben gì đấy ạ? Ben Bernanke và bà Janet Yellen để thảo luận của chính sách của Fed. Ông không phải là chuyên gia quan hệ công chúng hoặc bất cứ ai mà công chúng chú ý đến. Ông ta chỉ là một nhân viên làm việc trong văn phòng của Bernanke và Yellen tại Fed, có trụ sở tại đại lộ gì ạ? Constitution gì đấy, tôi không đọc được tiếng Anh, ở thủ đô Washington DC. Điều này được Bernanke xác nhận với tôi khi tôi nói chuyện với ông sau này. Một lần nữa tôi đề cập đến chủ đề khả năng thanh toán của Fed dựa trên nguyên tắc ghi nhận giá thị trường. Lúc này lợi suất của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 2% và nhiều loại trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm mà Fed đã mua từ năm 2010 đến năm 2013 có mức độ biến động thấp hơn khi chúng chỉ còn 5 đến 7 năm nữa là đáo hạn. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm khi còn 5 năm nữa đáo hạn sẽ hoạt động giống như trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm về độ biến động. Điều này có nghĩa là Fed đã giảm bớt một phần khoản lỗ theo giá trị thị trường nhưng vẫn còn thua lỗ tại thời điểm chúng ta thảo luận. Tuy nhiên, tôi muốn theo đuổi chủ đề này vì lãi suất có thể tăng trở lại một lần nữa và tạo ra khoản lỗ mới theo giá trị thị trường. Tôi rất quan tâm vấn đề niềm tin. Và điều mà Fed đang làm cũng như thế giới đang làm đó là hạ lãi suất. Phản ứng của vị chuyên gia Fed là ít mập mờ hơn điều tôi đã thấy ở Valley. Ông khẳng định một cách dứt khoát, chúng tôi không bao giờ mất thanh khoản và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hãy nhìn đi, tất cả vẫn còn nằm trên bảng cân đối tài sản. Trong nhận định này, ông đề cập cụ thể đến giai đoạn lãi suất cao hơn vào những năm 2013. Nhưng điều đó không làm thay đổi quan điểm của ông. Chúng tôi không bao giờ mất khả năng thanh toán. Buổi nói chuyện kết thúc. Liệu có cần phải thực hiện nguyên tắc kế toán ghi nhận theo giá thị trường trong danh mục trái phiếu không? Tôi cảm thấy mơ hồ. Tôi đang bỏ lỡ điều gì? Liệu Fed có tài sản che giấu nào khác nhằm bù đắp cho khoản lỗ này không? Vị chuyên gia của Fed đã tạo ra áp lực với tôi theo cách này nhưng không nói rõ chi tiết. Tôi quay trở lại bảng cân đối tài sản của Fed và nhận thấy điều tôi đang tìm kiếm đúng. Thực sự dòng đầu tiên trong bảng cân đối tài sản được gọi là tài khoản chứng chỉ vàng. Tại thời điểm tôi đang viết cuốn sách này, tài khoản này được ghi trong bảng cân đối tài sản với giá trị 11 tỷ đô. Khoản mục này được ghi nhận hoàn toàn theo giá gốc. Liệu giá trị khoản mục này sẽ là bao nhiêu nếu ghi nhận theo giá thị trường giống như trái phiếu? Muốn hiểu tài khoản chứng chỉ vàng, hãy quay ngược về năm 1913 và dừng lại ở năm 1934 khi Cục Dự trữ Liên bang đang được thành lập vào năm 1913. Các chủ sở hữu tư nhân của Fed, các ngân hàng mỗi quận được yêu cầu chuyển số vàng của họ đến một trong các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực. Đây là bước đi đầu tiên trong việc chuyển số vàng vật chất vào tay một số ít nhân vật, một chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận sau này. Vào năm 1934, chính phủ Mỹ thâu tóm toàn bộ số vàng của Cục Dự trữ Liên bang và đưa nó về Bộ Tài chính Mỹ. Hầm vàng Fort Knox được xây dựng vào năm 1937, một phần nhằm cất giữ số vàng của Fed và phần còn lại để giữ số vàng tịch thu được từ người dân Mỹ vào năm 1933. Theo đạo luật dự trữ vàng năm 1934, chứng chỉ vàng được phát hành bởi Bộ Tài chính Mỹ cho Cục Dự trữ Liên bang và hai bên ghi nhận vào bảng cân đối tài sản của mình và thoát khỏi mục tiêu điều chỉnh của hiến pháp theo điều khoản như màn hình anh chị bạn đang thấy là điều khoản Fin Amendment, tôi không đọc chính xác, xin lỗi chị bạn. Không sử dụng tài sản tư nhân cho công chúng mà không có khoản bồi thường hợp lý nào. Bộ Tài chính lấy vàng của Fed và đưa cho họ khoản bồi thường hợp lý dưới dạng chứng chỉ vàng. Các chứng chỉ vàng được ghi nhận theo giá thị trường vào năm 1971 tại cái mức giá 42.2222 đô la Mỹ trên mỗi 1 ounce. Sử dụng mức giá này và thông tin từ bảng cân đối tài sản của Fed, chúng ta ước tính có khoảng 261,4 triệu ounce vàng hoặc hơn 8.000 tấn vàng. Với mức giá thị trường hiện nay 1.200 đô mỗi ounce thì giá vàng của Fed nằm ở khoảng giá trị
là 315 tỷ đô. Nhưng mới mức giá hiện nay nữa, tức là hiện nay luôn, nó đang là gần 2.000 đô. Thì cái giá trị của cái bảng cân đối tài sản của Fed thì nó nằm ở khoảng tầm gần 500 tỷ đô anh chị bạn. Vì số vàng được ghi nhận trên bảng cân đối của tài sản của Fed chỉ là 11 tỷ đô. Khoản lãi theo nguyên tắc giá trị thị trường tạo ra cho Fed là tài sản ngầm khoảng 300 tỷ đô. Và thưa anh chị và các bạn, là hiện nay thì khoản lãi này nó nằm ở khoảng theo giá thị trường thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm gần 500 tỷ đô anh chị bạn. Và đây chính là khoản bù đắp cho những cái khoản lỗ. Và đó, vàng càng tăng giá thì nếu ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của Fed thì cái phần tiền này là phần tiền để bù lỗ cho cái thứ mà Fed mua. Mua cái gì ạ? Mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Mua gì nữa ạ? Mua các cái cổ phiếu, những cái trái phiếu, những cái tài sản rủi ro. Và câu chuyện đến đây thì anh chị và bạn bắt đầu mường tượng thêm rất nhiều vấn đề thú vị đúng không ạ? Cộng 300 tỷ đô vào tài khoản vốn của Fed. Con số ngày hôm nay đang là cộng 500 tỷ đô vào tài khoản vốn của Fed sẽ làm giảm đòn bẩy 114/1 xuống mức thấp đáng kể là 13/1. Và nếu như chúng ta thấy được giá vàng của hôm nay thì cái mức đó nó sẽ thấp lắm anh chị bạn. Và mức tỷ số phổ biến hiện nay của ngân hàng, tài sản ngầm thừa sức hấp thụ khoản lỗ theo giá thị trường của danh mục trái phiếu khi giá vàng tiếp tục tăng. Và điều mà thú vị trong cái câu chuyện này á, đó là chính là cái câu chuyện nhiều người nghĩ rằng là giá vàng tăng là do Nga và Trung Quốc, chưa chắc anh chị và các bạn. Bởi vì nếu giá vàng mà tăng lên mức 5.000 đô thì anh chị và các bạn có thể tưởng tượng được rằng cái khoản này của Fed, cái khoản thặng dư từ 11 tỷ đô giá theo cái giá 42 đô la của bảng cân đối kế toán ghi cái giá từ cái năm 1971 đến nay thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ dư ra số tiền bao nhiêu ạ? Tôi lấy ví dụ 5.000 đô anh chị bạn ha. Nhân luôn, làm luôn cho anh chị và các bạn thấy. Thấy câu chuyện nếu như mà nó là 5.000 đô một ounce vàng. 5.000 đô một ounce vàng. Thì nó nhiều hơn so với 1.200 đô là bao nhiêu ạ? Nó nhiều hơn so với 1.200 đô là trừ đi 1.200 đô. Thì nó sẽ là nhiều hơn 3.800 đô. Nhiều hơn 3.800 đô này thì thưa với anh chị và các bạn là chúng ta dễ dàng nhận thấy cái số tiền mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dư ra nó nằm ở đâu đó khoảng tầm gần 1.000 tỷ đô anh chị bạn. Nếu như cái tài sản ngầm này nó có giá khoảng tầm 1.000 tỷ đô thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thao hồ mà in tiền, thao hồ mà mua trái phiếu, thao hồ mà lỗ anh chị bạn. Thú vị không ạ? Điều thú vị cần lưu ý là số vàng được nắm giữ với Bộ Tài chính khoảng 8.000 tấn vàng, gần tương đương với số vàng trên bảng cân đối tài sản của Fed, cũng khoảng gần 8.000 tấn vàng. Dự trữ vàng của Mỹ sụt giảm 20.000 tấn vào năm 1950 xuống còn 8.000 tấn vàng năm 1980. Sự sụt giảm 12.000 tấn vàng này bao gồm hai giai đoạn. Khoảng 11.000 tấn vàng bị mất do việc chuyển đổi đô la thành vàng của các đối tác thương mại từ năm 1950 đến năm 1971. Khoảng 1.000 tấn vàng còn lại nhằm mục đích bán phá giá thị trường vàng vật chất từ năm 1971 đến năm 1980 để hạ giá vàng. Bất ngờ, kế hoạch bán phá giá thị trường vàng vật chất của Mỹ loại bỏ và nước Mỹ không công bố chính thức số vàng bán ra năm 1980. Liệu có phải Bộ Tài chính Mỹ sợ rằng họ thực sự đang nắm ít vàng hơn mức sở hữu lý thuyết của Fed? Liệu có đủ 8.000 tấn vàng khi Fed yêu cầu giao lại vàng cho họ hay không? Mối quan hệ này rất quan trọng vì điều đó có nghĩa là Bộ Tài chính Mỹ sẽ không còn vàng để bán phá giá trên thị trường vàng vật chất nữa. Mỹ chỉ có thể khích lệ các quốc gia khác, chẳng hạn như Anh Quốc, tiến hành bán phá giá vàng vật chất hoặc chơi trò chơi vàng trên giấy tờ sổ sách thông qua hoạt động cho thuê tài chính. Bộ Tài chính Mỹ hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi này vì không còn nguồn vàng nào để mà xử lý nữa. Và điều này nó là một rủi ro tiềm ẩn rất lớn, có thể đẩy giá vàng tăng vọt khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed yêu cầu đổi cái phần mà gọi là vàng gì ạ? Gọi là vàng gì anh chị bạn? Gọi là vàng gì ạ? Vàng chứng chỉ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ giao vàng vật chất.
Thì anh chị và các bạn thử tưởng tượng đi, đào đâu ra 8.000 tấn vàng, đào đâu ra vàng để mà mua, thì chúng ta sẽ thấy cảnh vàng nó sẽ rất là bất thường nếu chuyện này xảy ra. Về mặt kỹ thuật, chứng chỉ vàng không đưa đến cho phép quyền rút vàng vật chất từ Bộ Tài chính. Có một thỏa thuận ngầm rằng trong trường hợp niềm tin vào đồng đô la biến mất, Bộ Tài chính sẽ dùng số vàng này để hỗ trợ cho phép. Tên gọi khác của thỏa thuận ngầm này là vàng trở thành bán vị vàng. Người bạn chuyên gia Fed của tôi đã chính xác. Fed hoàn toàn không mất thanh khoản vào năm 2013 theo nguyên tắc kế toán ghi nhận theo giá thị trường. Nhưng đó chỉ là nhìn vào mỗi danh mục chứng khoán mà thôi. Fed không bao giờ mất thanh khoản khi tính đến các tài sản vàng ngầm của Fed. Niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu tùy thuộc vào niềm tin đối với đồng đô la. Niềm tin vào đồng đô la nằm ở khả năng thanh khoản trên bảng cân đối tài sản của Fed. Khả năng thanh khoản này chỉ hoàn toàn dựa vào vàng. Đây chính là điều mà Fed không muốn công chúng hiểu ra. Việc đào sâu khám phá tầm quan trọng của vàng đối với khả năng thanh khoản của Fed có thể kích thích những tranh luận về tỷ số vàng tiền mà Fed đã cố loại bỏ từ năm 1970. Tuy nhiên, vàng vẫn là một phần trong hệ thống tiền tệ quốc tế hiện nay. Điều này giải thích tại sao các ngân hàng trung ương, các chính phủ giữ vàng trong hầm của họ bất chấp việc họ luôn mỉa mai vai trò của vàng. Chương này của chúng ta kết thúc tại đây và chúng ta cũng sẽ dừng video tại đây để chúng ta có thể ngắn hơn một chút trong cái câu chuyện này. Hy vọng rằng là những thứ chúng tôi trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn nó hữu ích. Và nếu như anh chị và các bạn cảm thấy sau khi xem video này nó hữu ích, đừng quên ủng hộ kênh của chúng ta bằng việc chuyển khoản vào số tài khoản trên màn hình anh chị và các bạn. Mời Thắng Cà Phê để có động lực tiếp tục chia sẻ tiếp những cái kiến thức về vàng, những bình luận về vàng, những cái thứ liên quan đến vàng và những vấn đề thâm cung bí sử của ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian để lắng nghe video này. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc anh chị và các bạn luôn luôn tìm kiếm được những kiến thức hay và hữu ích mỗi ngày. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.